thích hết, nhưng mà chủ yếu mua nhiều thì là vẫn là mua đồ local brand. Mình thích xài đồ hiệu, nhưng mà thỉnh thoảng local brand mà có là ok thì mình cũng ok. Local brand, gì không đủ đăng cấp chơi hàng hiệu. Gì không đủ đăng cấp chơi hàng hiệu. Mình thích đồ hiệu hơn. Mình thích nhiều brand lắm, mình thích Asia Local chẳng hạn nè. Eurorisk. Nhiều lắm, nhiều lắm. Chalet cây. Converse. Ba nhãn hiệu mà mình hay dùng nhất là Uniqlo, Zara, H&M. Quần áo thì mình thích Zara, còn giày thì mình thích của Nike. Không, mình mua mình thật sự mà nói mình cũng kiểu mặc local brand, nhưng mà không có, nó sẽ thường không có cái chữ cái brand nó nhiều á, cho nên là cũng không có khoe khoang nữa. May bình thường thôi. Không, thì chỉ mặc đi ra ngoài chơi vậy thôi à. Đúng, khi mà mình mua thì mình chỉ mặc ra ngoài chơi vậy thôi. Mình không có hay khoe. Vỗ tay. Ba mẹ mình lúc mà biết thì cũng kêu dặn là đừng có mua mấy cái đó nữa. Thì giống như những phụ huynh khác cũng sẽ nói là thôi mấy cái này ở ngoài chợ đồ kiểu rẻ hơn nhiều, xong rồi kiểu giống nhìn giống á thì chắc chắn mình mua ngoài chợ xong mình để vô shop bán. Nhưng mà ba mẹ mình vẫn ok có thể mua, nhưng mà nếu mà tiền đó là tiền của mình làm á thì ba mẹ cho mua, còn nếu như mà tiền ba mẹ cho thì ba mẹ sẽ không cho phép mua nhiều. Bình thường đâu nói giá đâu thôi, thường là mình mua mình giấu cho nên là ba mẹ cũng không biết. Nếu vậy chưa bao giờ mua đồ mất tiền, ba mẹ chưa bao giờ phản ứng. Bây giờ có bao giờ ba mẹ của bạn phản ứng vì bạn mua đồ rẻ tiền không? Chuyện đó chuyện thường ngày nữa, ba mẹ cũng phản ứng. Thật ra thì bây giờ chủ yếu là tiền của mình tự làm và mình tự mua bằng tiền của mình luôn, và mình cũng không có mua mấy cái món hàng chục triệu lắm. Ví dụ như tiền hàng đồ nào mà chục triệu thì mình sẽ hỏi qua ý kiến của bố mẹ mình, nên là nó cũng không có quan ngại lắm. Ba mẹ mình cũng không có kiểm soát mình hay là khó khăn của mình. Mình thấy nếu như mà bạn đó là người, một người nào đó là người có tiền và bạn đó có khả năng để mua được những thứ đó, chi trả cho những thứ đó bằng khả năng của bạn đó, thì bạn đó có thể khoe. Còn nếu như mà là chẳng hạn như việc lấy tiền của bố mẹ để mua chẳng hạn thì mình cũng không nên khoe làm gì, bởi vì nó không đáng. Vỗ tay. Thì người ta thích khoe thì người ta khoe. Sao chị không khoe? Không thích khoe. Mình thấy là bình thường, tại vì cái là nhu cầu của mọi người, tiền mọi người có sở quan điểm khác nhau. Không phải là bận đồ hiệu là khoe đồ hiệu, mà bận đồ hiệu chẳng qua là chất liệu của nó giúp cho mình cảm thấy thoải mái. Và có những cái mẫu mã ở local brand hoặc là ở ngoài đường không có đạt đến cái tiêu chí đó, chỉ có trong đồ hiệu thì mình mới tìm ra được thôi. Thích người ta khoe mà được ngắm, thỏa mãn mình cũng được. Thực ra thì mình thấy cái này là tùy mỗi người, có người thích khoe thì người ta khoe, còn người không thích khoe thì không khoe, cho nên là mình cũng không quan tâm lắm.